Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lừa dối nhân dân, Lâm Trọng bảy mưu bắt cóc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng vào chiều ngày 25 tháng 2 nói rằng vụ án Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức dầu khí xin tị nạn tại Đức đã được xử công khai theo đúng pháp luật Việt Nam. Cũng liên quan đến vụ việc này, vào ngày 24 tháng 2, một nhật báo của Đức tờ Tass cũng loan tin về chuyên án có bí số VT17 liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Bà Hằng nói điều này tại buổi họp báo hàng tuần ở Hà Nội khi được báo chí yêu cầu bình luận về việc truyền thông Slovakia và Đức loan tin về việc 12 người Việt Nam tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức đã được tuyên dương. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia vào ngày 23 tháng 2 đã phát chương trình truyền hình liên quan đến bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nội dung chương trình đề cập đến việc 12 cán bộ của Bộ Công an Việt Nam được tuyên dương khen thưởng vào năm 2012 do hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh buổi lễ tuyên dương 12 sĩ quan công an Việt Nam có thành tích xuất sắc trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra vào hôm 7 tháng 7 năm 2020 tại Bộ Công an Việt Nam ở Hà Nội với sự trao tặng huân chương chiến công từ hạng nhất đến hạng ba. Bình luận về sự kiện này, nhà văn Phạm Đình Trọng cũng đưa ra bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình với tựa đề "Những bộ não nghĩ ngắn". Ông chia sẻ như sau: "Chủ quyền quốc gia không phải chỉ là núi sông biển trời, cương vực lãnh thổ. Chủ quyền quốc gia còn là luật pháp của một đất nước. Xâm phạm luật pháp của nước khác chính là xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm lăng luật pháp của nước khác. Luật pháp Việt Nam đã có đầy đủ những điều khoản để giải quyết mọi tranh chấp dân sự trong nước cũng như giải quyết mọi vụ việc trong quan hệ quốc tế. Nhưng lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam vốn quen thói hành xử với dân không cần biết đến pháp luật đã gây ra cho dân trùng trùng oan khiên, ngút trời oán hận. Những vụ việc tranh chấp đất đai chỉ cần giải quyết bằng luật pháp dân sự và thỏa thuận dân sự, công bằng là ổn thỏa và êm đẹp. Không những không biết đến pháp luật mà còn quen thói ỷ sức mạnh và bạo lực nhà nước, khinh thường pháp luật và càng khinh rẻ người dân, nhà nước Cộng sản Việt Nam đều lấy sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp đổ máu dân. Những vụ tranh chấp dân sự về đất đai giữa một chòm xóm dân với doanh nghiệp, nhà nước cũng huy động hàng ngàn công an, quân đội, trang bị vũ khí hiện đại giúp cho các doanh nghiệp tư bản hoang dã cướp đất trắng trợn, man dợ đất sống của dân, dẫn đến những vụ án cướp linh láng máu như ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Dương Nội, ở Đồng Tâm, Hà Nội, ở Thủ Thiêm, Sài Gòn, vân vân. Theo thói quen hành xử ỷ vào sức mạnh bạo lực của nhà nước, quen thói khinh bỉ pháp luật Việt Nam, dẫn đến khinh bỉ cả hệ thống pháp luật quốc tế, Bộ Công an Việt Nam đã đưa cả đàn, cả lũ tướng tá từ Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, Trung tướng Đường Minh Hưng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Trung tướng Lê Mạnh Cường, Tổng cục Tình báo cùng hơn hàng chục sĩ quan công an cấp tá, thượng tá âm âm đổ bộ vào nước Đức có luật pháp nghiêm minh của một nước dân chủ văn minh bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Khinh bỉ pháp luật quốc tế, đột nhập nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lôi qua Slovakia, lừa đảo Slovakia để có máy bay đưa Thanh về Việt Nam trị tội tham nhũng chỉ là cái cớ. Đây là hình ảnh nhật báo của Slovakia đăng tải hôm 5 tháng 2 năm 2020 công bố trục xuất trong vòng 48 giờ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bratislava vì liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bộ Công an Việt Nam xuất quân do Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm cầm đầu, đạp nát luật pháp nước Đức, đạp nát luật pháp Slovakia dưới gót giày Công an Việt Nam, thực chất chỉ là để bắt kẻ cả gan xúc phạm uy danh của Đảng trưởng Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, để Đảng trưởng hạ dạ. Dù là một tội phạm ở Việt Nam, dù lén lút trốn khỏi Việt Nam, nhưng Trịnh Xuân Thanh đến Đức đàng hoàng, là con người hợp pháp trong cộng đồng nhân loại. Đến Đức, Thanh đã có đơn xin tị nạn, là công dân cư trú hợp pháp ở Đức, và nước Đức nhận đơn chờ cứu xét, tức là Thanh đã có tên ở tư pháp Đức. Với thủ tục đó, Thanh đã thực sự là công dân dự bị với luật pháp Đức, được luật pháp Đức bảo hộ. Bắt công dân đang được luật pháp Đức bảo hộ ngay trên lãnh thổ nước Đức mà không được luật pháp Đức cho phép là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền nước Đức, là dẫm đạp lên luật pháp và danh dự quốc gia nước Đức, là tội phạm trước luật pháp Đức,
tội phạm trước luật pháp Liên minh châu Âu và tội phạm quốc tế. Đám tướng tá công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cầm đầu, hành xử tội phạm ở nước Đức, hành xử tội phạm ở Slovakia đã làm cho nhà nước Việt Nam trở thành nhà nước tội phạm quốc tế, bôi nhỏ đến danh dự quốc gia Việt Nam và làm nhục dân tộc Việt Nam. Băng nhóm tội phạm xâm nhập Đức và Slovakia đã bắt cóc Trịnh Nhân Thành đã làm méo mó, dị dạng hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam trước thế giới, làm xấu xí quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức và với Slovakia, với Liên minh châu Âu. Hiệp định Thương mại Việt Nam với Liên minh châu Âu EVFTA lại bị thách thức nghiêm trọng, chậm được ký kết. Sau đó, dù có được ký kết thì EVFTA cũng chỉ là hiệp định treo. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đăng trên tờ Blue Jeden vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Phía Đức muốn làm sáng tỏ vụ việc cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kaliňák liên quan như thế nào đến Bộ trưởng Tô Lâm trong vụ án bắt cóc này. Hàng trăm dự án nước Đức viện trợ cho Việt Nam và hợp tác với Việt Nam mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam bị dừng lại từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 cho đến tận hôm nay. Những tướng tá công an Việt Nam vạch đường đi nước bước cho điệp vụ VT-17 đột nhập nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, lừa dối bịp bợm để có máy bay của Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh về nước. Những người thông qua ký kết điệp vụ VT-17 và những người thực thi VT-17 đã phạm trọng tội với đất nước và với nhân dân Việt Nam là phạm tội lớn với luật pháp quốc tế. Nhưng họ đã không nhận ra tội phạm với dân, với nước, với loài người, văn minh. Ở vị trí quốc gia nhưng trí tuệ, tình cảm và tầm suy nghĩ của họ vẫn thấp kém, tùn mùn, nhỏ nhen, chật chội, quanh quẩn ở lợi ích cá nhân của họ. Đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, chỉ thấy chiến công đã thực hiện chót lọt điệp vụ VT-17, mà họ không thấy những mất mát, thiệt hại to lớn Việt Nam phải gánh chịu từ điệp vụ VT-17, tội phạm, khi họ làm ra. Khuếch đại chiến công điệp vụ VT-17 bắt cóc Trịnh Nhân Thành, đòi được tặng thưởng chiến công. Từ việc người đứng đầu nhà nước khi ký quyết định coi hành động tội phạm quốc tế là chiến công, đến việc Bộ Công an Việt Nam tổ chức hoành tráng lễ tuyên dương khen thưởng những tội phạm quốc tế trong vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho thấy những người ở vị trí lãnh đạo quốc gia đáng ra phải biết nhìn xa, trông rộng, có suy nghĩ ở tầm quốc gia và quốc tế. Nhưng này, thảm thay, bộ não của họ chỉ được tuột mồn, ngắn ngủn, còn con và bẩn tiện, chỉ biết thu vén cho lợi ích cá nhân của họ. Dẫm đạp lên luật pháp quốc tế, dùng bạo lực bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, rồi bộ máy tuyên truyền của nhà nước Việt Nam lem lẹp nói với cả trăm triệu người dân Việt Nam những lời nhăng cuội dối trá. Và cơ quan ngoại giao thì cãi chầy, cãi cối với cả thế giới rằng tội phạm Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đang sống tại Berlin, Đức, không hề xuất cảnh chính thức qua biên giới Đức, bỗng nhiên xuất hiện tại Hà Nội trên VTV với lá đơn xin tự thú. Ông Thành tự dẫn xác về đầu thú, thì đám mật vụ Nguyễn Đức Thoa, mật vụ Lê Thanh Hải cải cắm trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức làm gì có chiến tích để được nhận huân chương trong buổi lễ tưng bừng ở Bộ Công an với tấm phông nền đỏ rực rỡ và hàng chữ vàng chói lọi. Bộ Công an, lễ tuyên dương, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong kế hoạch VT-17. Và họ đã gắn những chiếc huân chương cho những mật vụ như Lê Thành Hải, Nguyễn Đức Thoa trong điệp vụ VT-17. Nhà nước Việt Nam đã tự vạch một vết mực đen đánh dấu cái mồm nói dối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao và tự thú nhận rằng bộ máy truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ là bộ máy lừa bịp người dân. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã nêu ra quan điểm như thế. Và bên cạnh đó, trong bản tin với tựa đề Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi có hay không việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tờ báo Thanh Niên cho biết rằng phóng viên của Thông tấn xã Đức DPA đã đặt câu hỏi về việc Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Slovakia ETV vào hôm 23 tháng 2 đã phát bản tin về việc mà họ cho là có liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang bí số VT-17. Xin người phát ngôn xác thực và bình luận những thông tin mà Đài Truyền hình nhà nước Slovakia và nhật báo TASS của Đức đăng tải. Có hay không việc Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc như cáo buộc như vậy? Báo Thanh Niên dẫn lời đại diện của DPA đặt câu hỏi. Theo phóng viên này, trong bản tin kể trên, thông tin về việc 12 cán bộ Bộ Công an Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được nhà nước vinh danh trao tặng huân chương vào mùa hè năm 2020, trang Thanh Niên đã viết như vậy. Tuy nhiên, vài giờ sau thì bản tin này của báo Thanh Niên đã bị gỡ xuống. Một số ít các trang báo khác của Việt Nam như trang Khoa học và Đời sống
hay Việt Nam Financial Times cũng có đăng tin, nhưng đến chiều ngày 26 tháng 2 thì cả hai trang này cũng đã gỡ bài. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Thanh Niên và Việt Nam Financial Times đăng nội dung trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào ngày 25 tháng 2 năm 2021 về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nhưng sau đó đã bị gỡ bài. Từ Đức, trang tin của đài Thời báo.de cũng nhận định với đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của Việt Nam trước câu hỏi của DPA như sau. Phản ứng của Việt Nam đối với những thông tin đầu tiên do đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia đăng tải vào hôm 23 tháng 2 và tờ báo TASS đăng tải vào hôm sau 24 tháng 2 với thông tin chi tiết và nhiều tình tiết mới, thì Việt Nam đã phải trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Đức DPA. Nhưng họ trả lời như vậy thì gần như là lảng tránh câu hỏi, không trả lời trực tiếp mà chỉ nhắc lại những việc họ đã nói trước đó. Họ nói như vậy có nghĩa là họ không bác bỏ cũng không nhận. Với cách trả lời như vậy là không hợp lý và phóng viên cũng không có thêm thông tin gì mới. Nhưng điều này chứng tỏ rằng khi Việt Nam càng lảng tránh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh với chuyên án VT17 thì họ càng gặp phải rắc rối và khó khăn với nước Đức, Slovakia và cả Liên minh châu Âu. Cũng hôm 24 tháng 2, Nhật báo TASS tại Đức cũng đăng bài những kẻ bắt cóc được Hà Nội vinh danh, trong đó với miêu tả về 12 mật vụ và cán bộ an ninh của Bộ Công an Việt Nam được tặng huân chương vào tháng 7 năm 2020 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký duyệt do hoàn thành chuyên án VT17. Sau khi vụ bắt cóc diễn ra vào tháng 7 năm 2017, phía Việt Nam luôn từ chối việc bắt cóc và nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự đầu thú. Nhưng 17 phiên tòa tại Berlin với những bằng chứng chi tiết và cả những nhân chứng đã xác nhận rõ đây là vụ án bắt cóc do mật vụ Việt Nam tổ chức mang cấp nhà nước. Họ đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 12 sĩ quan an ninh tình báo của Việt Nam. Có thể nói đây là sự khiêu khích và gây sự khó chịu rất lớn cho các nước như Đức, Slovakia, nơi trực tiếp xảy ra vụ việc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2021 với bản tin lừa dối nhân dân Lâm Trọng bảy mưu bắt cóc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.